ha. Tuyết Trâm ơi, con xếp bằng lại hai tay con để ngay phía giữa nha con, để dưới ngay chỗ cái bàn chân của con đây này. Để định tâm lại, thẳng lưng lên. Rồi Ngọc Minh con Nhi thấy rồi, Minh Châu đâu con, hai chị em, tại vì con Nhi phải thấy hết mặt tất cả các bạn xong rồi con Nhi mới quan sát, và cô Nhi đang quay record lại rồi để coi thử là bạn nào. Minh Nguyên, Minh Mai sao vậy? Thế còn mày thôi lại. Ngồi dưới đất hết, ngồi dưới đất hết, không có ngồi trên ghế. Tại chúng ta ngồi thiền chúng ta phải xếp bằng lại, thẳng lưng lên. Yên Khôi đi ra con, ngồi dưới đất hết. Mẹ nói Minh Yên, Minh Mai mỗi bạn trừ một điểm. Nguyễn Hưng đúng rồi nha, Nguyễn Hưng là Tháo tính ra là đúng rồi, nhắm mắt lại đi con, tập trung tỉnh lại ha. Thiên Minh ngồi đúng này, hai chân xếp bằng. Hai chân xếp bằng lại con, ngồi thẳng lưng lên. Minh Đức nhắm mắt lại con. Rồi giờ cũng mở nhạc tiếng nước nha.
Nguyễn Hưng nhắm mắt lại con. Thank you.
Rồi, ok. Chúng ta stop nha. Stop đây.